Ok, tiếp theo chúng ta sẽ sửa cái post này để cho user đăng ký cái tutorial mới lên. Thì chúng ta quay lại phần data của chúng ta, vào cái data type chọn tutorial sẽ xem là sẽ có category này, sẽ có description, sẽ có name và platform cũng như là user, YouTube ID. Thì chúng ta sẽ đưa những cái field này vào trong cái post này. Đó, sẽ có name này, có platform, còn category. Chúng ta xem lại, nhìn thử một cái mẫu đi. Giống như cái tutorial này, platform là category, sẽ là một cái app hoặc là này. Ok, thì chúng ta quay lại phần design nha. Mình sẽ mở thêm một tab. Okay, đây là tab design để chúng ta nhìn cái kiểu dữ liệu cho nó dễ thôi. Chúng ta vào phần pop-up submit tutorial này và chúng ta chúng ta phải qua một cái input vào chứ, qua input. Cỡ 35 thôi. 35. Cái này là name. Chơi. Tutorial. Chỗ này là sẽ có tên, có description nha, mô tả thì sẽ bự ra một xíu. Chỗ category thì sẽ là một cái drop down nha. Category sẽ cho 35 luôn. Sẽ chọn là category. Chọn dynamic choice là cái choice sẽ là category. Chọn all category. Còn cái option caption sẽ là cái đầu tiên đi, cái display đi. Tức là tên category đó. Tiếp theo category thì chúng ta sẽ có platform nào nha, ví dụ Bubble hay là Line gì đó. Thì chỗ này sẽ chọn là platform đây mình choi, nhưng mà choi type choi sẽ là platform và chúng ta chọn là xóa này đi, clear đi. Xong rồi đây là do a search for platform, sẽ platform thì sẽ lấy cái name platform, cuối cùng là cái YouTube ID. Ok, mình sẽ bấm vào đây, mình để là YouTube ID. Ok, mình sẽ này. Mình sẽ reload lại và xem nó hiển thị như thế nào nha. Ok. Đó, mô tả category thì sẽ chọn cái này, platform thì sẽ chọn cái này. Rồi, chúng ta thêm một cái button nữa. Thêm một cái button là submit, thêm một cái button là đăng hoặc là submit gì đó. Chúng ta copy lại cho nhanh. Ta vào cái bục bút này kéo ra. Ta submit cái này. Thì chỗ một, chỗ cái tên á, thì cái này là should not empty, tức là phải có này. Cái này cũng nên như vậy luôn. Category thì cũng nên như vậy luôn. Platform thì cũng should not empty. Should not empty luôn. Ok, sorry mọi người nha. Tiếng background sau là con chó nó sủa. Nhưng mà thôi không sao, quan trọng là nội dung thôi. Kiểu như là có background cho nó sinh động. Mình sẽ submit. Ví dụ mình gõ đây, hoặc tại đây. Mình thấy là nếu mà không chọn á thì nó sẽ bị bôi đỏ. Ví dụ như vậy. Đó là do chúng ta chọn là Should Not Empty rồi. Thì chỗ này. Ok. Thì như vậy là xong cái này chúng ta, nhưng mà chúng ta phải thêm action cho cái submit này bằng cách nhấn vào Start Edit Workflow.
thì chúng ta sẽ chọn cái là data create new thing, và thứ này là tutorial. Chúng vào cái add all field này để lấy tất cả các field, thì category sẽ thành, để cho nó không bị sai thì chúng ta sẽ về đổi tên mấy cái input này cho đúng nè, tên là đúng rồi, mô tả nè, drop down category, drop down platform và YouTube ID thì ok. Như vậy tên này nó bubble nó tự generate ra rồi. Category sẽ thành category, chấm value, description sẽ thành description, rồi mô tả sẽ bằng input, input mô tả chấm value, name sẽ bằng name, tên mình có input input tên chấm value, platform sẽ bằng drop down platform cho value, user sẽ là current user như này, tức là cái user hiện tại đang đăng nhập vào. YouTube ID sẽ là YouTube ID chấm value. Sau khi create xong á thì mình sẽ có một cái app alert là sẽ set đi, bạn đã tạo, bạn đã tạo thành công tutorial. Thực ra thì đáng lẽ là user khi mà tạo tutorial xong á thì phải có admin kiểm duyệt, nhưng mà mình sẽ lược bỏ bước này đi để cho nó bớt rối ha. Sau đó thì sẽ hai cái sẽ ẩn cái box với tutorial đi. Thì bạn muốn mà làm cái status đó thì quên, bạn muốn làm cái mà để kiểm duyệt thì bạn có thể thêm một cái field là status chỗ tutorial này. Sau đó thì chúng ta sẽ mới đăng á, nếu mà user mới đăng thì status sẽ là pending chẳng hạn. Khi mà bạn vào kiểm tra thì bạn đổi status nó thành public. Thì đó là cái cách làm mà chúng ta để cho admin duyệt trước khi mà tutorial đăng. Tuy nhiên là trong cái khóa này là khóa cơ bản, cho nên là mình sẽ không không có làm cái đó để cho nó flow nó đơn giản hơn ha. Submit. Ok, trước tiên thì mình sẽ lấy một cái sẽ lấy một cái video đi, sẽ lấy một cái video mẫu đi. Hi, xin chào mọi người. Mình sẽ lấy một cái video mẫu nào đó đại đi. Mình sẽ lấy cái ID của nó. Mình qua đây mình tạo cái mới là test. Test 3, test category là chọn đại thôi. YouTube ID. Khi mà mình submit xong thì ok, bạn sẽ thấy là nó hiện success, là nó thêm cái này vào luôn. Khi mà chúng ta vào tất cả đi thì nó cũng sẽ có cái mới tạo luôn. Chúng ta tìm cái test file đó. Như vậy là chúng ta đã tạo xong rồi. Trong video sau chúng ta sẽ convert cái box này thành một cái reuse element. Element đúng không? Thì chúng ta sẽ bỏ thêm nút add chỗ này để cho user thêm.